Xin chào các bạn. Công ty thiết bị y tế Medi trân trọng giới thiệu đến các bạn sản phẩm ống nghe Fitman Master Classic 2 đến từ hãng 3M của Mỹ. Bộ sản phẩm bao gồm một phiếu bảo hành chính hãng của 3M trong thời hạn 3 năm, một ống nghe và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Ống nghe Leadman Master Classic 2 có chiều dài 69cm, nặng 160g. Nút tai nghe được thiết kế mềm mại, không gây đau khi sử dụng. Dây ống làm bằng sợi polymer cao cấp. Màng ống nghe một mặt sử dụng công nghệ màng ống nghe tần số kép với phần chuông và phần màng. Các bạn có thể dùng để nghe âm thanh tần số thấp và tần số cao trên cùng một màng và chỉ cần thay đổi ấn lực ấn khi nghe. Các bạn khi mua ống nghe Leadman tại thiết bị y tế Medi sẽ được chọn màu sắc tùy thích, được khắc tên miễn phí và được tặng một hộp bảo quản ống nghe cao cấp. Xin trân trọng cảm ơn.